Lần đầu thử cảm giác đau đẻ, Trấn Thành khóc nức, Trường Giang thốt lên một câu bất ngờ. Chương trình truyền hình thực tế Man Bird khi đàn ông mang bầu vừa tung ra trailer chính thức, hé lộ những tình tiết vô cùng hấp dẫn của dàn sao Trấn Thành Haragon, Trường Giang Hương Giang, Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên. Bên cạnh đó, trailer cũng xuất hiện khách mời đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Đôi trai tài gái sắc Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên, cặp đôi Song Giang, Trường Giang và Hương Giang và vợ chồng Trấn Thành Haragon phải trải qua nhiều thử thách khi mang bầu. Chỉ gói gọn trong vài phút nhá hàng, nhưng trailer với những hình ảnh gây cứng đã cho khán giả thấy những thử thách vô cùng khó khăn mà ba đội chơi phải trải qua, đó là những việc như chiếc áo mang bầu nặng nề, phải giữ trẻ, mua sắm, nấu ăn, hay những giọt nước mắt của các nghệ sĩ đã rơi khi đàn ông mang bầu lên những phút cao trào vô cùng hấp dẫn. Trong chương trình, Hứa Vĩ Văn dịu dàng nắm tay Kỳ Duyên. Anh chàng không quên chia sẻ ở chương trình này, người anh quan tâm và yêu thương nhất là em. Với Hương Giang, đây là cơ hội để thử mang bầu một lần trong đời. Trấn Thành thì muốn biết được tâm tính thật sự của mọi người khi đang mang bầu. Tuy vậy, điều gây ấn tượng nhất đối với người xem chắc chắn là cảnh các nghệ sĩ trải qua cảm giác lâm bồn. Mồ hôi, nước mắt và sự đau đớn khiến Trấn Thành phải bật thốt lên, hoang mang quá, tôi không đẻ đâu. Cảnh tượng Hứa Vĩ Văn quỳ xuống giường bệnh. Còn Hương Giang idol gào thét vật vã mồ hôi đã mang đến cho người xem những cảm giác chân thật nhất. Trường Giang trải qua cảm giác đau thấu trời xanh trên bàn đẻ. Đây cũng sẽ là lần duy nhất khán giả truyền hình được nhìn thấy hai cây hài Trấn Thành Trường Giang đau đớn đến mức rơi nước mắt để sinh con. Khác với những hình dung trước đó về một game show tràn ngập tiếng cười, khi đàn ông mang bầu cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc nghẹt thở. Để những thông điệp ý nghĩa chạm đến cảm xúc người xem mạnh mẽ nhất, tập 1 của chương trình sẽ lên sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Lộ ảnh Ninh Dương, Lan Ngọc, Chi Dân diện đồ đôi đi du lịch Thái Lan giữa nghi án tình cảm. Không chỉ bị bắt gặp cùng đi du lịch Thái Lan, mà cả hai còn diện đồ đôi chơi trò té nước tại xứ sở Chùa Vàng. Tin đồn Lan Ngọc và Chi Dân hẹn hò được bắt nguồn từ khi cả hai lộ hình ảnh đi xem phim thân mật vào giữa khuya. Trước đó, Chi Dân cho ra mắt ca khúc mang tên Lỡ Như Anh Yêu Em, dành tặng riêng cho một người rất đặc biệt trong showbiz. Ngay lập tức, cư dân mạng liền nghĩ ngay đến Lan Ngọc, bởi anh và nữ diễn viên từng tham gia chung game show và xuất hiện nhắn nhít tại một sự kiện. Mới đây, cặp đôi lại đặt thêm dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ hiện tại khi diện đồ đôi du lịch cùng nhau. Theo như hình ảnh cho thấy, Lan Ngọc và Chi Dân cùng tham gia trò chơi truyền thống té nước giữa tháng 4 tại xứ sở Chùa Vàng. Dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ cái kết tốt đẹp của cả hai. Cư dân mạng lại được fan xôn xao vì cặp đôi Lan Ngọc Chi Dân cười tít mắt khi tham gia vào trò té nước tại Thái Lan. Sau khi chia tay Minh Luân vào cuối năm 2017, Lan Ngọc dính nghi án hẹn hò với ST, cựu thành viên nhóm 365, và mới đây là nam ca sĩ Chi Dân. Đứng trước những tin đồn đó, Lan Ngọc chọn cách im lặng và tập trung vào công việc. Cô nàng còn chia sẻ rằng phải thay đổi tính cách, hạn chế nô đùa cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội mà trầm tính lại. Mới đây, Lan Ngọc cũng sánh đôi cùng Chi Dân tại một sự kiện. Từng tham gia chung game show, vì thế cả hai khá thân thiết và nhắn nhít với nhau. Trước đó, cặp đôi bị phát hiện khi đi ăn xem phim cùng nhau đến tận khuya. Về phía Chi Dân vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, vì thế nam ca sĩ cũng không có động thái gì trước lời đồn. Nhưng những hình ảnh tình tứ mới đây nhất của anh và Lan Ngọc tại Thái Lan càng khiến dân tình ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai là thật. Từ chú cháu, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã là anh em, khoe ảnh ở chung nhà quá bạo. Trên trang cá nhân Facebook chính thức của Lương Bằng Quang, nam ca sĩ đã công khai mối quan hệ yêu đương với hot girl thị phi Ngân 98. Lương Bằng Quang là một ca sĩ, nhạc sĩ khá nổi tiếng với thế hệ trẻ 8X, đầu 9X, với bài hit Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm. Anh từng gây sốt với chuyện tình 6 năm giữa anh và siêu mẫu Trương Nhi. Vào thời điểm cách đây vài năm, ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của cặp đôi này và ra sức chúc phúc cho họ. Tuy nhiên, sau 6 năm bên nhau, nam ca sĩ là người đã chủ động đề nghị dừng lại mối quan hệ cả hai để có thời gian cống hiến cho sự nghiệp. Sau chia tay Trương Nhi, Lương Bằng Quang vẫn lẻ bóng cho đến khi lộ hàng loạt bức ảnh tình tứ với Ngân 98. Mặc cho dư luận hoài nghi, nhưng cả Lương Bằng Quang và Ngân 98 đều khẳng định họ là thầy trò. Ngân chỉ đến studio của thầy Quang để học hát.
Thế nhưng, thầy trò sau đó đã thay bằng chú cháu, cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau, thậm chí chú Quang còn nói rằng sẽ cùng Ngân 98 đi du lịch 7 nước trước khi gả chồng cho cô nàng. Hết chú cháu, giờ lại bạn ấy, loạt status yêu đương xến xẩm của thầy Quang trên Facebook. Dân mạng bốc mẻ chuyện ở chung của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, yêu nhau ở chung nhà chẳng có gì là xấu. Gần đây, trước làn sóng ném đá quá nguy hiểm của cộng đồng mạng về mối quan hệ chú cháu, Lương Bằng Quang đã công khai mối quan hệ trên trang cá nhân. Anh gọi Ngân 98 là bạn gái và đăng ảnh ôm ấp của hai người với dòng caption bên trái là cháu, bên phải mới là bạn gái. Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Cuối cùng thì cũng thừa nhận rồi, chú cháu mệt rồi nên anh em thôi. Một vài dân mạng sống cạnh khu chung cư của cả hai nói rằng cả hai đang sống chung rất hạnh phúc. Một số người còn nhìn thấy đôi tình nhân dắt chó đi dạo, đi đâu cũng như hình với bóng. Mối quan hệ của Lương Bằng Quang và Ngân 98 khiến không ít fan của Trương Nhi tiếc nuối đau lòng, nhưng một phần đông dân mạng khác lại ủng hộ cặp đôi, tin tưởng Lương Bằng Quang đã làm thay đổi Ngân 98, khiến cô không còn xuất hiện lố bịch trên mạng xã hội như trước. Bị lên án vì phát ngôn không ai vào showbiz mà còn trinh, Trang Trần lại bồi thêm một câu khiến cả showbiz phẫn nộ. Chồng không bên nổi, tôi không biết là mình lại nổi tiếng trong cộng đồng mạng như vậy. Các anh các chị thấy tôi nói vụ showbiz có đúng không, mà sao chúng nó chửi tôi ghê thế. Tôi có làm hay nói gì sai đâu mà bị chửi, gớm thật, Trang Trần phân vân. Scandal tình ái của Phạm Anh Khoa vừa hạ nhiệt sau lời xin lỗi, Trang Trần lại chiếm sóng làng giải trí. Khi có phát ngôn gây sốc, ồn ào bắt đầu từ lần lên sóng mới đây bàn luận về vế bói tình cảm đang là chủ đề nóng bỏng trong thời gian qua của bà chủ quán bún đậu mắm tôm. Lên tiếng bên vực Trường Giang, cụ mẫu họ Trần công khai bày tỏ quan điểm riêng về scandal bị tố gạ tình tục tiểu của rocker Phạm Anh Khoa, mong mọi người độ lượng chấp nhận lời xin lỗi của giọng ca Ngựa Ô Thương Nhớ. Trang Trần cũng thẳng thắn đưa quan điểm, tôi không đồng tình với dâm ô nhưng cũng không ủng hộ cách cứ cào phím hoài. Chỉ trích biên đạo múa Phạm Lịch tại sao không tố cáo Phạm Anh Khoa ngay lập tức, mà chỉ đến khi chương trình Chờ Sinh Một Cặp kết thúc mới làm điều này. Cụ mẫu gốc Hà Thành cũng công khai góc khuất phía sau hào quang showbiz. Theo đó, chủ đề trinh tiết của các cô gái tham gia vào làng giải trí được nữ diễn viên Hương Ga đưa ra bàn luận. Phụ nữ bị gạ tình hay sàm sỡ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Cái nghề vào showbiz sớm nhất là nghề múa và dancer, chưa kể cô đó còn là biên đạo múa nổi tiếng, Trang Trần quả quyết. Phát ngôn không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh của Trang Trần nổ ra tranh cãi lớn. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ đề này được đưa ra bàn tán râm ran. Bên cạnh sự đồng tình, phát ngôn về trinh tiết của cụ mẫu sinh năm 1985 cũng vấp phải những chỉ trích gay gắt. Là những người hoạt động trong làng giải trí, nhiều sao Việt không khỏi chạnh lòng. Từng đề nghị xử lý hình sự Trang Trần, nghệ sĩ Xuân Hương cũng có những chia sẻ liên quan tới scandal của Phạm Anh Khoa cũng như phát ngôn của cụ mẫu họ Trần. Được người bạn tác một status nhận xét Trang Trần là vô học, chân dài não ngắn, vợ cũ của MC Thanh Bạch bày tỏ quan điểm cá nhân. Con người vốn dĩ rất yêu con người và yêu cả con thú. Nhưng cái loại nửa người nửa thú thì không thể nào mê nổi. Xin lỗi, tôi có đẻ cả chục đứa con rồi đi nữa, mà đứa mất dạy nào vỗ mông là tôi đập trong mặt nó, nữ nghệ sĩ ẩn ý. Tóm lại thì dù có mất trình 80 lần rồi, nhưng con người biết tôn trọng danh dự thì không thể căm hận trước hành vi đồi bại của những đứa mất dạy, bà Xuân Hương nói thêm. Không gây gắt như vợ cũ Thanh Bạch, người mẫu Kim Stylist Nhã Trúc lại cho rằng lời khẳng định trinh tiết của cụ mẫu họ Trần như tác vào mặt hội chị em câu lạc bộ khoan cắt bê tông. Quán quân Nét Tấp Hương Ly gọi phát ngôn của đàn chị là dở khóc dở cười, trong khi hoa hậu Henny lại hài hước, vậy nghĩ là em chưa vào showbiz. Mới đây nhất, ca sĩ Miko Lan Trinh chỉ mặt điểm tin hẳn đàn chị Trang Trần, đồng ý đến 90% lời của đàn chị, nhưng Miko Lan Trinh lại không đồng tình với phát ngôn, không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh. Của cụ người mẫu gốc Hà Thành, chị Trang Trần em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ trước chị ạ, em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Và bởi vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau, không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp, Miko Lan Trinh nói.
Mặc cho những ồn ào xung quanh, Trang Trần vẫn tận hưởng cuộc sống riêng, lên sóng chia sẻ về công việc kinh doanh giữa thời điểm nóng. Cụ mẫu bày tỏ sự phân vân: "Chào các tình yêu, tôi không biết là mình lại nổi tiếng trong cộng đồng mạng như vậy. Chúng nó đang đặc biệt dành cho tôi là thánh nữ giật xích clip." Như thế là sao? Trời ơi là trời, chúng nó chế quá nhiều luôn, sao lại phẫn nộ với tôi như vậy? Tôi đẹp mà, tôi cắt tóc ngắn là một sự quyết đoán, đem lại sự trẻ trung xinh đẹp và đầy sexy. Cuộc đời này chỉ có một mình Trang Khang là bị khùng thôi, không thể nào tìm ra một Trang Khang thứ hai bị khùng như tôi được. Các anh, các chị có thấy tôi nói vụ showbiz có đúng không? Mà sao chúng nó chửi tôi ghê thế? Tôi có làm hay nói gì sai đâu mà bị chửi, gớm thật đấy. Trang Trường phân vân: "Tôi nói cái vụ showbiz có đúng không mà chúng nó chửi tôi ghê thế?"